Có một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có những ý tưởng rất lạ. Biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại, sóng về đâu? Biển sóng đừng xô ta, ta xô biển lại, sóng nằm đau. Ông đã kể rằng ông viết bài hát này là do cảm hứng khi nghe tụng kinh, câu kinh Bát Nhã là Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Dịch sang tiếng Việt ngữ người ta gọi là, tạm gọi là vượt qua, vượt qua. Tất cả chúng ta cùng vượt qua để đến với bến bờ giác ngộ. Và ông giải thích ý mình rằng tuy là do cảm hứng bắt nguồn từ một câu kinh, nhưng nó không nương tựa gì vào câu kinh cả. Tôi muốn nói, sống trong cuộc đời, ta đừng nuôi thù hận, đừng có ác ý trong cuộc tình, đừng để trong tình thương có bóng dáng của thù hận, của lòng sân hận. Sóng xô ta, ta xô lại sóng, biết bao giờ mới đến được bờ bên kia của tịch lặng, của bình an. Cuộc đời cũng được làm bằng những mối liên hệ giữa ta với người chung quanh. Mà nếu mỗi lần sóng xô ta, rồi ta lại xô sóng, thì biết bao giờ biển khổ này mới được yên, tâm hồn này mới được tĩnh lặng. Có phải không ạ? Sự tu tập trước hết là để đem lại cho ta một tấm lòng. Một tấm lòng, một con tim rộng lớn, không nhỏ nhen, không nghi kỵ, không xô đẩy nhau. Một tấm lòng không cô lập, không cố chấp. Một tấm lòng vững chãi và thảnh thơi và có khả năng che chở, soi sáng ta giữa cuộc đời này. Và với tấm lòng rộng mở ấy, mọi khổ đau sẽ được chuyển hóa. Chúng ta cùng đến với ca khúc Sóng Về Đâu. Biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân người. Biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại, sóng về đâu? Sóng bạc đầu và núi chìm sâu, ta về đâu đó? Cạn suối nguồn bồn bề nương dâu, ta tìm em nơi đâu? Biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại, sóng nằm đau. Biển sóng đừng xô tôi, xô tôi ngã giữa tim người. Thank you.
biển sóng đừng xô tôi, đừng cho tôi thấy hết tim người. Biển sóng đừng xô nhau, ta xô biển lại sóng về đâu? Giấc ngủ nào, giường chiếu quanh hiu, trăng mờ quê. Biển sóng đừng âm u, đừng nuôi trong ấy trái tim thù. Biển sóng